Vâng, xin chào các bác, cô chú, anh, các chị. Trong cái video ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu với các bác một cái mẫu cổng. Và hơn cả một mẫu cổng thì đây nó còn là một cái mẫu mà chúng ta cũng có thể chúng ta làm sân khấu. Và đặc biệt với một cái mẫu mà với ba cái bộ phận như thế này, một cái thân chính và hai cái phần cổng phụ như hai cái phần cánh phụ như thế này, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta rất rất nhiều cái công năng. Như em nói rồi, chúng ta có thể làm cổng, chúng ta cũng có thể làm sân khấu. Và đặc biệt với hai cái cánh phụ này thì chúng ta cũng có thể là chúng ta dùng hai cánh phụ này chúng ta kết hợp với những mẫu khác cũng rất rất là tuyệt vời. Hoặc là với hai cánh phụ này chúng ta cũng có thể dựng độc lập, đúng không? Chúng ta cũng có thể dựng độc lập ở trên sân khấu, hoặc chúng ta dựng ngoài phần ngoài cổng thì cũng rất rất là đẹp. Vâng, và ngay lúc này đây thì em sẽ cho các bác lần lượt biết các cái kích thước. Có lẽ là em thường thì em hay cho các bác biết cái kích thước của cái thân cổng chính đó. Thì cái thân cổng chính này thì đang có cái chiều cao là 2m8 các bác nhé. Và đương nhiên thì cũng cho các bác biết luôn cả cái bề ngang đây ạ. Cái bề ngang thì nó lại còn to hơn cả cái chiều cao của bác rồi, khi nó có được đến cái kích thước là 2m9 cái khổ ngang vị trí cái thân cổng này. Với cái thân chính này thì dường như nó làm cái hình vuông, đúng không ạ? Nó gần như là một hình vuông. Còn cái lối đi thì sao? Cái lối đi này thì đang là 1m73 đó. Em sẽ cho các bác biết lần lượt tất cả các cái chi tiết, các cái thông số mà chúng ta quan tâm. Với cái chiều cao lọt lòng là 2m35 đó, với chiều cao lọt lòng là 2m35. Và đương nhiên rồi, chúng ta cũng đã nhìn thấy những điểm nhấn ở trên cái thân cổng chính này. Khi cái màu tổng thể của cái bộ cổng này thì nó đang là cái màu đỏ đô các bác nhé. Và nó có hai, nó là cái một cái điểm nhấn. Thứ nhất đó là cái em đang bên em đang tạo nên một cái đường viền, một cái đường viền với cái kích thước là 10 phân và nổi lên so về mặt là tầm nó 3 cm. Và đương nhiên cái đường viền này bên em đang chạy một cái đường nét xung quanh cái thân cổng chính như thế này. Vâng, và bây giờ đấy thì em sẽ cho các bác biết sang cái cánh phụ thứ nhất. Và hai cái cánh phụ này là bằng kích thước bằng nhau bác nhé. Thế nên là cho phép em chỉ giới thiệu một cánh duy nhất thôi. Cái cánh này thì đang có cái khổ, cái bề ngang là 78 hay nói cho đúng thì xít 80. Vâng, và cái chiều cao thì sao ạ? Cái chiều cao của cánh phụ này thì đang là 1m9 và 80. Chúng ta có thể hiểu nôm na nó là như vậy. Vâng, và cái cánh phụ này thì sao ạ? Cái cánh phụ này thì cũng đang được bên em chạy một cái đường viền nổi chạy xung quanh với cái bề mặt của cái đường viền nổi này nó là 10 cm. Và cái độ sâu cũng vậy thôi, cái độ sâu này thì 5 cm. Đây, có lẽ là khi mà đèn nét bật lên thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Và đương nhiên đây là cái đèn nét bên em cũng chạy xuyên suốt xung quanh cái đường viền phía trong này. Và đương nhiên cái biển bên kia cũng vậy thôi. Cái biển này thì đặc biệt bên em đang gắn với dòng chữ nội dung là nhà có hỷ đó, nhà có hỷ. Còn các biển bên kia thì bên em sẽ dành cho các bác có thể các bác gắn các nội dung, hay là các bác cũng có thể chúng ta treo một cái biển nhỏ nhỏ với cái chữ song hỷ ở đây đó. Thì riêng cái phần bên này thì em để dành lại cho các bác, để cho các bác tự chúng ta sẽ có những cái chúng ta setup vào. Và mỗi cái mẫu này thì sao ạ? Bây giờ nó thời gian nó cũng đã quá là gấp, thế nên em cũng không kịp quay hoa, bởi vì sau khi là em làm xong thì em sẽ cho tháo ngay đó. Thì với cái mẫu này thì nếu như khi mà chúng ta lên hoa thì nó cũng sẽ đẹp lên rất là nhiều. Em sẽ hình dung như thế này, với cái mẫu như thế này thì chúng ta cũng có thể chúng ta làm hai cái khóm hoa ở trên cái phần này thì nó đã rất là đẹp rồi. Và đặc biệt là nó sẽ có thêm 1, 2, 3, 4, em thì em nghĩ vậy, nó sẽ có thêm cả 4 cái phần hoa chân nữa. Và hoa cánh thì sao ạ? Hoa cánh chúng ta cũng có thể ở phần cánh này chúng ta cũng có thể cho hoa. Thì vị trí là với một cái mẫu này thì theo như tư duy của em thì chúng ta có thể là sử dụng đến hai cái khóm hoa to phía trên và với 4 cái khóm hoa nhỏ nhỏ nằm hai bên cánh và 4 cái hoa chân nữa, thì đây nó sẽ là một cái mẫu mà đem lại cho chúng ta rất rất là nhiều những cái sự lựa chọn, những cái sự lựa chọn khi chúng ta đi, chúng ta setup khi chúng ta đi làm đó. Thì với một cái mẫu mà như em đã cho các bác biết rồi, cái chiều cao tổng thể là 2m8 và đương nhiên thì lẽ ra từ đầu đến bây giờ thì em cũng, các bác cũng có thể các bác đã tính toán ra được cái chiều ngang rồi. Thế nhưng mà thôi, em cũng xin phép em cho các bác biết luôn, chúng ta đỡ phải tính toán nó. Cái bề ngang như bên em đang kế này là 4m rưỡi đó, và các bác nhớ dùm em, đây là cái mẫu mà đang được bên em gắn đề can màu đỏ đô. Thực ra thì với cái mẫu này, cái chất liệu để tạo ra cái mẫu này thì nó là gỗ nhựa màu trắng các bác nhé đó. Và đây, cái mẫu này thì đang được bên em gắn một lớp đề can, như em nói rồi, gắn một lớp đề can màu đỏ đô. Ngoài ra thì sao ạ? Ngoài ra thì nếu như các bác muốn cái gam màu nó khác đi một chút và cái chất liệu nó chuẩn của nó, thì với cái mẫu như thế này em thì em cũng có thể tư vấn các bác là chúng ta cũng có thể dùng cái màu hồng. Cái màu hồng thì nó là cái màu nguyên bản của chất liệu gỗ nhựa đó, thì chúng ta không phải dán đề can nữa, thì cái màu chuẩn của nó thì nó sẽ khá là tươi và nó sẽ bền rất là lâu đó. Thế nhưng mà đây, em đang đứng đây em đang giới thiệu một cái mẫu như thế này là cái mẫu bên em vừa mới hoàn thiện xong.
Tại sao ạ? Đây là cái mẫu bên em hoàn thiện theo đơn của khách hàng. Đó, với các video này thì em đã giới thiệu với các một cái mẫu cổng hơn cả một mẫu cổng, nó là một cái mẫu sân khấu với ba cái chi tiết như thế này, với hai cái cánh phụ như thế này nữa. Nó đem lại cho nhà chúng ta rất là nhiều những cái công năng khi chúng ta setup với những cái đồ chúng ta đang có tại nhà. Nếu các bác thấy video này hay thì hãy cho em một like, một chia sẻ cũng như hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất là nhiều.